Đây là demo cái mặt Arduino mình muốn. Ở đây mình dùng 8 cổng digital để điều khiển 8 bóng led. Ngoài ra mình câu thêm một cổng dây để cấp nguồn cho led còn lại bên đây. Led bên đây mình đấu hai cái điện trở 220V nối tiếp để có thể thấy rõ là cái bóng đấy, độ sáng nó ít hơn rất là nhiều. À, đây là cái hiệu ứng led cơ bản mà mình vừa mới code xong, cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, xin cảm ơn.